Mình trả người về tự do, trả cuộc đời mình tự do. Người dân thường quay lưng hóa người dưng, ai cũng có lý do để rời xa chúng ta. Cái gì đấy nhỉ? Tội nghiệp mình còn ôm xót xa. Hát không hay lắm, mà chúng ta nay sẽ tiếp tục đi xem mấy cái bạn xe chơi bài nhé. Tại thứ nhất là kiểu mình không rảnh ý, thứ hai bây giờ mình không có nick để quay video du ký các bạn cho xem đâu, nên là chúng ta phải xem tạm cái này thôi. Đây sẽ đi mở dương trước nhá. À, cái này hiện tại là cụm 2 các bạn. Cụm 1 thì mình kiểu thi thoảng đổi gió ấy. Ồ không ra gì à, không ra là thôi. Ra xem cụm 2 có gì không. Gửi IP tao thì đây MF thì ở cái bạn MFMT như quen quen này, ngày xưa như là mình có gặp. MFMT thì là chơi siêu nặng à, có linh năm này. Ồ siêu nặng hạng xịn đấy. Cũng cơ bản thôi, có mỗi một con linh năm thì chắc là ngày xưa chơi event là có. Còn bên đối thủ là đối thủ là gì mình chưa biết, đối thủ chắc là Amazon hoặc là xe lửa nhá. Đối thủ thì có hai lựa chọn, một là Amazon hai là xe lửa. Đối thủ chắc là Zonochi à. Trước khi vào trận đấu thì Zonochi, một là chơi xe lửa, hai là chơi Amazon. Còn bên của cái này Asuka à, không phải Asuka mà là gì nhỉ, chị gái của Matrix à. Chị gái Matrix mình quên tên rồi. Isuzi. Isuzi. Isuzi thì chơi siêu nặng, mix mấy cái lá tương đối cơ bản, có vài lá cơ bản có thể mix cho nhiều deck ấy. Siêu nặng đi trước thì sẽ là combo xe siêu siêu này, siêu nặng xe nửa gì đấy. Có nên mỗi con này thôi à, sao vô lý nhở. Tại sao nên mỗi con này, nếu mà theo mình biết nhá, con này thì có thể lên linh linh không ăn linh một của nó, xong linh một là hồi sinh con này về, xong con linh một lại lên con linh một, xong con linh một lại gọi bài, xong con linh một lại lên con linh một, xong con linh kia lại gọi bài. Nói chung là combo à, trận này Isuzu combo như vậy là có lý do, bởi vì là Isuzu còn P6B trên tay. Phân lý ăn à nhầm phân tích tâm lý người chơi, Isuzu là do có tự tin là có P6B trên tay nên là không cần lên bài thủ sân quá mạnh, mà là tiết kiệm bài để turn sau lật nhé. Tức là Isuzu không để thua trong một turn ý, nên người ta giấu bài để turn sau người ta có bài để lật để combo dễ hơn đấy. Còn bên này là Zonochi thì mình đã dự đoán rồi, thấy cái lá cung sao băng ý thì một là xe nửa, hai là Amazon, thì nó rơi vào trường hợp Amazon. Amazon này sẽ là cung sao băng xong đấm à. Ảo thật đấy. Ô nó về không đam rồi. Ủa sao con này lại về không đam rồi, mình nhớ là cái đoạn này mình quên mất tiêu rồi. Mình nhớ là chỉ có trừ có bao nhiêu nhỉ, trừ có 1k, tức là con này nó sẽ vẫn còn ổ, vẫn còn 200 đam mà. Sao con này ảo vậy, con này tự nhiên là trừ hết đam đấy. Chắc là do con siêu nặng thánh ma, thì mình biết là con thánh ma nó có effect mộ thôi, và effect mộ của nó là gì mình không biết luôn. Mình chắc là do effect của bọn này nó trừ đam về ấy. Để xem lại nhá. Chứ không pha này combo, sau pha này kiểu đơn giản thắng nhỉ, lên con này xong cắm cung sao băng này, cắm cung sao băng à. Rồi còn 200 đam đấm vào thì nó sẽ hy sinh một lá này, gọi là nữ à, con siêu nặng găng tay. Effect là do effect mộ con này nhá, kỹ năng mộ này này, biến điểm tấn công này không phải xưởng áo thế. chịu nha, pha này do effect mộ của con siêu nặng này này, nó biến tấn công này không ấy, nên là pha này chúa cứu Amazon đó. Trận đầu tiên đã thấy thấy hay hay rồi đấy. Lục bóng tối à, ta xem trận cái này mình không, cái này cái đổi tên à, không không nhớ rõ, ngày xưa mình cũng chơi cũng hai nhiều. Rồi tiếp tục là Pegasus, cái này là Pegasus nhá. Pegasus là chơi siêu nặng, còn bên kia là chơi xem bộ bài thêm thì mình biết các bạn. Bên kia là chơi gì phải xem bộ bài thêm, khả năng là auto thôi. Khả năng bên hai thằng Pegasus à, Pegasus tóc hồng, Pegasus tóc hồng thì khả năng là auto, còn Pegasus tóc đen khả năng là chơi siêu nặng này. Chắc là đoạn này tua đi, bởi vì thật ra mình không biết siêu siêu nặng combo như nào. Cái pha này thì nó cũng không có gì để phân tích ấy, nó combo chắc là lên nên cố gắng lên nhiều bài thôi. Bên kia là auto chỉ auto 99% rồi. Bên kia có ra cắt nô tiên sinh ăn trừng phạt này, trừng phạt xong lên linh một, chắc là trận này kiểu định OTK một phát đi luôn à. Đẩy ra cát lượng về đấm này, đấm thì ăn bù nhìn siêu tốc à, nó loại hết bài luôn rồi. Ok thì bây giờ là một cái deck siêu nặng, nó phá phá cháp cũng khá là dễ nhỉ, nó phá được nhiều ấy đấy. Xong con này hồi sinh đấy, mình nói cái vụ dùng con này lên linh một ở vẫn rất quy nữa, lại lên ra cát nô tiên sinh xong lại hồi sinh con kia đẩy về. Cái này chắc phải là đẩy ra cát lượng về hoặc là
đấy lại nên cái con kia đẩy con ra căn lượng về. Có cái bài con một kadam ấy đẩy con ra căn lượng về, xài mãi thôi. Rồi tiếp tục lục bằng tốn rất là không coi, đông 1 2 3 1, thằng nào đặt cái quả tên khó hiểu thế. Đây kéo xuống dưới đi, không nó lỡ mất mấy trận bên dưới. Chủ miền hy vọng ở cái trận này chắc là có vẻ ghê đấy. Ở nãy giờ cũng hai đánh toàn cháy nhỉ. Đây nhá, chủ miền tức là Pegasus thì chơi nếu mà dịch chuyển cấp tốc ấy thì để mình đoán nhá, thôi xem bộ bài thêm là biết. Chưa đoán được vào này, cái này chơi khó hiểu nhá. Cái này mình cái deck này thì mình cũng chưa 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 nắm rõ được đâu các bạn. Cái deck mà Pegasus chơi thì mình chưa nắm rõ được nhé. Bên kia là chủ miền thì chơi là Tam Quốc, và Tam Quốc khả năng là Tam Quốc 1 triệu mix siêu nặng hay như nào. Không, nếu mà ba lần top 1 liên server ấy thì khả năng sẽ là Tam Quốc xịn, và hiện tại đang mix siêu nặng thôi. Khả năng này Tam Quốc xịn nhá. Còn bên này là chơi gì mình không đoán được. Ồ, chơi P6 tỷ đây. Ảo nhỉ. Cái này mình à, chẳng nghĩa là nên nên cái gì của ta. Mình chưa đoán được nó chơi cái vẹo gì. Chủ miền á, nên ổ bắt được con linh linh quang về kìa. Xe nữa. Cái này chắc là mic nhiều ạ. Cái này mic 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 lẫn lộn đi. Ô linh năm đấy. À má thế nhỉ. Nên là mình không nói chưa là được chơi cái gì, chắc là cái này chơi nó chơi nhiều ạ, nên linh năm thủ sân à. Cái thế linh năm thủ sân thì cũng khá là mạnh, bởi vì linh năm ấy có tường quái tròn và đấm không chết nhá. Con này đấm không chết. Bên kia là thuyền cỏ này, ra cắt lượng combo bài này. Khả năng con linh năm bây giờ nếu mà dùng một con linh năm thủ sân là thua chắc. Có P6B nhưng mà nó rơi vào mộ rồi. Có P6B nhưng mà rơi vào mộ rồi thì pha này thua chắc của các bạn. Ủa mẹ sao nó giống mùi chưa thua vậy. Cái pha này chỉ cần Tam Quốc kiểu nó chơi cơ bản cũng thắng rồi. Con linh năm thì bây giờ nó đánh dễ không mà. Cứ một là chúng ta vượt đam nó. Ủa mẹ cái này không không lên triệu vân à. Ồ dạo này Tam Quốc lén không lên triệu vân rồi. Thì Chu Du bắt bài về này. Bắt bài xong chắc là đấm được vậy thôi à. Đấm được có vậy thôi à. Tôn quyền đi. Đấm tiếp đi xem nào. Cái này phá thì phá được. Mà chẳng qua là bạn này combo kiểu gì. Hoặc là bạn này không bui. Hoặc là không bui mượn gió đông. Ô. Ủa lộng hình sao bây giờ. À ừ linh năm. Hình như là đây này. Mình đang có một thắc mắc. Hình như là linh năm bây giờ vô hiệu lực lữ bố rồi nhá. Ngày xưa ấy, ngày xưa cái thời mình chơi mình nhớ là linh năm ấy không không giết được lữ bố đâu. Còn bây giờ hình như là linh năm bắn chết cả lữ bố thì các bạn. Không biết nó update từ bao giờ hay là do ngày xưa mình chơi đần. Ngày xưa mình có dùng linh năm bắn lữ bố nhưng mà không được nhá. Còn bây giờ khả năng là nó update linh năm là bây giờ xử được con lữ bố rồi. Thì bây giờ linh năm nó vô hiệu hết rồi các bạn. Lẽ ra là phải đấm lữ bố trước mới đấm tôn quyền sau. Ủa? Bịp nhá. Ơ nhưng con tôn quyền vẫn còn effect à? Từ từ nhá, cái pha này trận này phải xem lại, tí mình xem lại nhá. Con linh năm này này tắt effect của lữ bố thì đấm chết lữ bố ok. Nhưng mà con tôn quyền ấy hình như là linh năm cũng tắt effect của tôn quyền. Nhưng mà đúng ta. Thôi dẹp mãi đi cái pha này sẽ cái này cái cơ chế game thì mình không biết nhá. Dẹp, tôi từ từ. Con tôn quyền thì nó có effect là không thể bị phá hủy khi có con khác tên là nó trên sân ấy, là nó cũng hơi đau đầu. Ủa thế hai con tôn quyền lại bất tử à? À có từ khóa Tam Quốc khác. Ừ, tam nó phải là khác cơ. Chứ nếu mà lên hai con tôn quyền thì như bất tử gì đấy. Mà nói chung là pha này khó 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 cho xe nữa, nhưng mà xe nữa chưa thua được đâu. Bởi vì là còn tận cái con P6B nữa ấy. Đấm này, bắt này. Là lữ bố này, lữ bố đấm vừa cái con 10 sao này. Chắc là trận này chưa thua được đâu các bạn. 4 các 6 đam, không nên triệu vân ta nhỉ. Hay là Tam Quốc, không Tam Quốc này sẽ có triệu vân các bạn. Tam Quốc nhiều bài như vậy là có triệu vân rồi. Nên triệu vân kìa. Ủa là sao? Mượn gió đông để con này về là chết rồi. Làm cái vẹo gì không biết nhỉ. Khó hiểu nhỉ, trận này khó hiểu đấy. Nhưng mà cứ cứ nhây như vậy thì Pegasus sẽ chết nhá, bởi vì effect của Tôn Quyền nó đốt máu. Nhưng mà không phá được thuyền cỏ thì bây giờ khó nhỉ. Bây giờ không phá được thuyền cỏ cũng chưa win được. Hiền chết là gọi con mắt xanh này ra. Xong hồi sinh hiền chết về à? Hai con này thì được cái gì? Lồng tiên à? Lồng tiên loại ra căn lượng à? Lồng tiên khả năng sẽ đăng xuất ra căn lượng. À đây rồi, có chiến khúc đây rồi. Có chiến khúc thì bây giờ sẽ giết được thuyền cỏ gì đấy. Nhưng mà không biết là giết kịp hay không nhá, bởi vì bây giờ con giả hữu ấy, bây giờ là turn thứ 3 rồi, khả năng giả hữu đốt máu là chết các bạn. Khả năng lượt này là đốt máu chết luôn ấy, không sống được đến lượt sau đâu, nên là chắc là trận này xe nửa thua được. Lại hình lồng hình sao. Ủa nắm lồng hình sao vậy mày?
đồng minh Tôn Lưu lấy lấy. Cái này Tam Quốc chơi nó lỏ nhiều. Theo mình thấy là Tam Quốc trận này thắng dễ cực các bạn ạ. Nhưng mà kiểu nó chơi chơi sai lầm ý. Có những cái nước đi đi vào lòng đất ý. Nên là nó lâu lâu như vậy thôi. Vẫn chưa xếp quân linh 5. Anh bạn đùa tôi đấy à? Không chắc là thằng này cố tình các bạn. Chứ bình thường nếu mà để win ý thì dễ lắm. Rồi giả hữu đốt máu này. Vẫn chưa thua. Rồi chắc là bây giờ thua ngược à? Bây giờ chắc là phải phá thuyền trước. Thì tổng hồi sinh rồi này. Bây giờ sẽ lên chiến khúc phá thuyền trước này. Khả năng trận này thua ngược đấy các bạn. Cứ nhây nhây vậy có khi thua ngược. Phá được thuyền này. Xong giết luôn con lữ bố nhỉ. Nại lồng tiên. Hoa hồng gì đây. Ủa mày. Chơi gì kinh vậy. À Kuribo rồi này. À ra căn lượng rồi này. Ủa vẫn chưa thắng được à. Khả năng trận này khó thắng đây. Tơn sau là sẽ hết máu rồi. Tơn sau giả hử nó sẽ đốt 2k rồi. Hình như là sẽ đốt 2k rồi. 2k thì khó. Chiến khúc cái gì đây, Triệu Vân đây rồi, tà thần. Mẹ thằng này khoe nick rồi. Cái thằng cây ba này khoe nick rồi. Thật ra là thắng dễ lắm ạ. Nó thắng dễ lắm nhưng mà nó không thèm thắng ý. Xong nó khoe con tà thần, khoe bài bài các thứ ý. Rất là mệt nha mày. Thật ra cái trận này cái thằng cây ba nó thắng dễ lắm. Nhưng mà nó không thèm thắng ý. Cái nick này nhìn mặt sau là thấy sợ sợ rồi ý. Mặt sau này hình như là ngày xưa cái event đặc biệt gì ý, thì mới có thôi. Với lại con tà thần này thì ai chơi lại nó. Mà nó không thèm thắng ý. Kiểu nó cố tình nhanh nhanh về rất là mất thời gian nhá. Trong khi kiểu nó mất thời gian của hai hai người với nhau ấy, nó kiểu kết quả thì chỉ có một đúng không, kết quả thì chỉ có một thôi, chúng nó cứ làm vậy xong mất thời gian của hai thằng. Hà chịu thua mấy đi, rất là mất thời gian. Nên lữ bố này lại cái bài lữ bố tao mệt thằng này ghê ấy. Lần đầu nó xài lữ bố ấy sao ấy, xong lại lỗ túc này, Eli bắt này đấm mệt thật. Con tà thần hình như nó vẫn còn tường tròn đúng không? Vẫn còn tường tròn. Xong pha này tiên tri làm gì đấy, đấm vào này bù nhìn đấm này. Thôi dẹp mẹ trận này đi, bật x4 đi xem thằng nào thắng nhá. Mà xem hai cái thằng hãm hãm chơi với nhau khổ thật đấy. Thằng thì không muốn win, thằng thì muốn win mà không được này. Nên nên gọi gọi các thứ đấm đấm chết mãi đi, cay thế nhở. Kiểu xem kiểu gây ức chế người xem ấy, xong tí nó lag văng game chết mẹ chúng mày đi. Kiểu bức xúc nên phải chửi các bạn. Tí lag văng game xong mỗi thằng chờ 30 phút ngồi mà khóc. Kiểu thi thoảng cái game này này, các bạn chơi lâu quá ấy, thì nó sẽ bị hiện tượng lag game. Mà lag nhiều khi nó lag tầm 30 phút ấy, không vào được game cơ. Nên là mẹ cho mấy thằng này chừa đi. Mẹ chơi thắng thì thắng được, thắng mẹ đi. Cứ ngồi nhây nhây nhây, ăn đau hết cả đầu. Rồi, thôi cái thằng hy vọng này từ chối xem nhá. Cái thằng hy vọng này từ chối xem. Thứ nhất là nick nó mạnh nhưng mà nó kiểu cố tình các thứ ấy, rất là mệt. Khánh Vy và gạo tẻ có cúp liên server này. Rồi, gạo tẻ là bây giờ chơi rồng trắng là chắc luôn. À đâu, Khánh Vy là chơi rồng trắng chắc luôn. Gạo tẻ, ui dồi ui, siêu dream. Đây rồi, gặp 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 nạp tiền rồi. Rồng trắng thì nó sẽ combo từ Eda này. Eda gọi rồng, chắc là rồng mix phù thủy các bạn. Chắc là rồng mix phù thủy. Bên kia thấy siêu đàn em là hàng xịn đấy. Lại rồng mix cái quái gì đây. Ui giờ rồng mix. Con lồng hai đầu, con này con lồng chưa nâng cấp các bạn. Con hai đầu này con đần ý. Con hai đầu kia mới xịn, con này vẫn là hai hai đần thôi. Đúng không ta? Con này như là vẫn là hai đần. Hai đần hay hai xịn? À hình như con này là hai xịn đấy đấy. Chết mẹ, nỡ xúc phạm nó. Cái này nên lồng tiên, lồng đi chất counter đúng không ạ? Counter này thì cũng là bình thường. Có con này thủ sân này. Con này là bắt bắt bài này, con này là cũng bắt triệu hồi này. Nó cũng bình thường. Bên kia thì Obelisk siêu nữa. Mẹ cụm hai nắm ạ, cái vip vậy. Cũng hay nắm bạc như vậy. Bây giờ chắc là nên siêu nên Phượng Hoàng hủy diệt này, làm cái quái gì nữa. Xong nên lại lên cái con này. Con này lại lên cái quái gì đây. Trinity à, ảo ma vậy. Một đấm này, hai đấm này, ba đấm này. Dung hợp tiếp Phượng Hoàng hủy diệt này. Siêu đợt đem về này. Ô gọi hai siêu đợt đem xuống à. Ôi rồi đánh thức anh hùng. Mẹ em con hero này ảo vậy. Đấm này. Nick gạo tẻ này kinh vậy. Đúng là chơi event khác. Xem lại trận này nhá. Từ từ trận này xem lại cái đã. Trận này xem hero nó combo nhá. Cái này là chơi 12 con giáp này là có các bạn. Cái này chơi chơi 12 con giáp là đủ ấy. Mấy cái combo đây này xem nào. Xong chưa. Lẽ ra cái trận này phải quay thủ các bạn. Trận này quay thủ. Nhưng mà quay thủ chắc là cũng không sống được đâu. Bởi vì hero này thích thì nó win bất cứ lúc nào ấy. Nên là xoay thủ không ăn thua này. Đầu tiên là nó dung hợp. Đầu tiên là dung hợp này.
dung hợp nên một con. Ô rồi, tức là mất hai con này dung hợp được một lá này, xong bị lồng tiên bắt này, bị lồng tiên bắt thì bây giờ nó tiếp tục dung hợp này, tiếp tục dung hợp nên cái con Phượng Hoàng Hủy Diệt. Sau đó nó là từ Phượng Hoàng Hủy Diệt nên con này, sau con này lại lên Trinity. Mẹ ảo thế nhở, mình đang thắc mắc là tại sao pha này nên được Trinity, mà thôi chắc là không phải thắc mắc đâu, cơ chế game ấy, bởi vì Trinity lại yêu cầu ba lá mà mình thấy nó dung hợp ảo lắm. Ừ, cái chắc là do mình xem lại nên nó bị ảo ấy, mình không cũng chưa chưa lý giải được, mà cái pha này nên Trinity là hơi ảo nhá. Xong Trinity cái này bị ố bị bảo ố cái này xem lại nó bị lỗi dữ liệu này các bạn, nãy là đấm chết con đồng tiên này rồi mà này, xong bây giờ đấm phát win đấy, cái này xem lại bị lỗi dữ liệu nha các bạn, bị ố ủa cái gì vậy, nãy nãy xem là một trận, bây giờ xem lại là một trận khác, bị ô nãy xem là cái này chúa cứu, nãy xem là một trận kia là win rồi mà xem xong bây giờ xem lại cùng một trận nó là xảy ra vũ trụ khác à, tức là nãy là một dòng thời gian, bây giờ dòng thời gian khác. Ủa chịu nhá, hai hai pha này nó ui hai con siêu đỏ đen này thủ sân kinh vậy à, nó không có tường chiến đấu mà. Ừ, nó có tường chiến đấu á. À ủa mẹ hai con siêu đỏ đen này bất tử à, ủa cái gì ấy. Ô mình nhớ là ít phết con siêu đờ lem làm gì đến vậy, à càng đấm nó càng ra, mình cũng cơ cơ bản hiểu ít phết của nó rồi, cũng cũng cơ bản hiểu ít phết của con siêu đờ gem này rồi, nhưng mà không ngờ nó ảo vậy đấy. Chắc là mỗi mỗi quái thì nó sẽ kích hoạt được một lần các bạn, mỗi quái đấm nó thì nó sẽ kích hoạt được một lần thì phải. À, thôi trận này chắc là win được rồi ấy. Ô lại bị giảm đam quái gì nhỉ, pha này đấm thì lại ra một con, nhưng mà tức là cái con siêu đờ lem này chỉ có tác dụng với một nở ấy thôi, một ăn nhầm, tác dụng mỗi quái một lần, tác dụng mỗi quái một lần nên là các bạn tập trung đấm chết con đấy là được mà, có gì đâu. À mà tập trung không được, hình như con này là con khiêu khích các bạn, khả năng con này con siêu đờ lem to ken ấy nó sẽ khiêu khích con cho cái con đờ lem gốc này, nên là pha này phá con siêu đờ lem này phải đấm dùng những con đấm được 3 lần cơ, khả năng là vậy. Ờ mình chưa hiểu lắm mẹ con siêu đờ lem này tự nhưng mà cái pha này nó la hai diễn biến khác nhau thì nó hơi ảo nhá, cái lá khế ước kia nó đốt máu nhỉ. Ồ pha này thua rồi, bị khế ước kia đốt chết à, ồ tiếc vậy, hình như là bị khế ước kia đốt chết các bạn, khế ước DD kìa đốt chết đâu, chết luôn á. Ủa là sao, xong lại thằng gạo tẻ win. Ô trận này gạo tẻ thua nhưng mà kết quả này hiện gạo tẻ win, hiện ta thấy game có vấn đề rồi ấy. Ô nãy nhá các bạn xem này, cùng một trận này này, ờ cái turn đầu thì giống nhau, turn thứ hai thì nó xảy ra hai dòng thời gian khác nhau, dòng đầu tiên là cái đấy, dòng thứ hai là cái trận vừa xem, để xem lại dòng thứ ba có dòng thứ ba không nhé. Đây thằng này dung hợp này, chuẩn bị này dung hợp các thứ này, mình còn đang thắc mắc vụ làm sao lên được con Trinity cơ. Xong lên Trinity này, xong Trinity đấm này, đấm này, ủa ai như là cái dòng thời gian này mới đúng các bạn, cái dòng vừa nãy hình như là để mình coi lại dòng dòng thoát ra coi lại nhé. Trận này thấy mẹ dấu hiệu của đá rồi đấy, đây sẽ không đây nhá, làm lại Khánh Vi với gạo tẻ đúng không, là sao ta không, cái trận này nó bị làm sao ấy, tự nhiên xem lại đi xem lại nha, nó có hai hai cái diễn ra, nó diễn ra hai trận ở cái tôn hai, ở tôn hai thì diễn ra hai trận khác nhau, lạ đấy, lạ lạ đấy, nhưng mà không không sao các bạn, du H5 mà bất ngờ luôn có thể xảy ra bất ngờ nào cũng có thể xảy ra, tất cả chỉ là tính năng thôi. Để xem lại nha, Trinity này, ủa đấy à, xem lượt đầu thì gạo tẻ win, xem lần thứ hai thì gạo tẻ cút. Ảo thật. Đây, xem lại này, khả năng lượt này là gạo gạo tẻ đi nhá, cái lượt này là gạo tẻ thua, tại sao lại như vậy nhỉ, ủa mẹ tại sao nó lại xung đột dữ liệu à, hay như nào, chắc là cái này do mấy thằng coder vừa 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 làm vừa ngủ rồi, chứ thế quái nào một trận mà nó sẽ ra hai hai cái diễn biến lại như vậy được nhỉ. Cái trận này là bị giảm đam, giảm đam thì effect hình như là không có nào effect của bọn lồng trắng này giảm được đam đâu ạ, bọn lồng trắng này hình như không effect, đây này, con này sẽ bị giảm đam nhá, đây này mỗi lần nó đấm sẽ bị giảm 1k đam, effect này thì mình không biết ở đâu ra bởi vì là trong mấy con này hình như là không có nào có đâu. Ở con Trinity này này cứ đấm một phát là bị giảm đam, xong nó sẽ diễn ra cái vũ vũ trụ 2 là gạo tẻ nó nên có siêu đờ lem thủ sân.
đây đây cái vũ trụ hai nó như này đấy, nó nên siêu được RAM các thứ bờ bờ, hay là do mấy con siêu siêu của Hero này bị lỗi nhỉ? Đấy nhau cái nó sẽ là xảy ra hai cái biến cố như vậy. Thôi xẹp mẹ đi, đau đầu lắm. Xem cái pha đầu tiên là ok rồi. Em bây giờ kiểu mình xem mình còn đếch hiểu nó xảy ra cái gì thì mình xem là cái gì đó. Bây giờ xem còn đếch hiểu cái gì xảy ra cơ. Khó đấy. Hành vi on xin top 2, on xin đây. Đây, tuổi gì đòi bắt á? Trận này có vẻ kinh đấy. Trận này một là bên Hezo này, bên kia là chưa đoán được các bạn, bên kia là chưa đoán được. Hero thì đoán được chắc rồi, còn bên kia là chưa đoán được. Hero là chắc này nên vớt bóng tối ạ. Hoặc là lên môi trường. Khả năng này Hero này có môi trường siêu đô thị nhá. Combo đi trước thì khả năng sẽ nên vuốt bóng tối này, x x thập tự xong gọi con quái khói thì sẽ lấy cái lá phép phép gì, nên cái lá phép nên vuốt bóng tối này. Xong bây giờ nên cái con Death to Bear búp tường này, chưa thể có siêu Death to Bear mấy nhỉ. Death to Bear bây giờ búp tường cho vuốt bóng tối, xong x sâu nặng lấy môi trường lên này, đấy lấy siêu đô thị lên, búp nhẹ 6k đam. Ủa áo ma vậy. Effect đam của nào tăng đi. Ủa sao này lại 6k đam? Đấy, các bạn nhìn thấy nó 6k đam không? Effect của X siêu nặng à. Đòn chí mạng nhưng mà. À, đây đây đây. Effect hiên ngang của nó. Thua, chịu thua búa rồi. Ủa? Là sao? Ta làm chưa hiểu cái gì mà nó đã chịu thua rồi ấy. À, hình như là dùng tài năng chiến đấu để bắt vuốt bóng tối à? Khả năng như vậy. Thì tài năng chiến đấu nó không bắt được các bạn, bởi vì là con vuốt là hàng xịn ấy, nó là tường tròn. Khả năng trận này là dùng Tài năng chiến đấu bất phục bóng tối. Xin phép mạn ngáp cái. Mệt mỏi quá rồi. Anh mệt quá. Đây, nó dùng tài năng chiến đấu bắt ý, mà không bắt được các bạn. Rồi, trận này hiểu nhá. Cái trận kia thì không hiểu, trận này hiểu này. Xem tiếp một trận của GGED như trận này xem rồi đúng không? Trận trận GGED như xem rồi chúng ta. Siêu nặng và cái con kia. Xem rồi xong mình không nhớ luôn. Cái này nó nhiều cái cơ chế ẩn quá. Tuấn Gốt với Zula, Tiểu Ngư, Gạo Tẻ với Gấu Gà đi, xem nốt trận Gạo Tẻ. Cái thằng Gạo Tẻ này nick này xịn đấy các bạn. Nick này chơi 12 con giáp đúng thời đấy. May may mà nó không có siêu Death Zubia. Nó mà có siêu Death Zubia nữa là khóc thét quá. Ô trận này lên bài cơ bản vậy. Ủa trận này nhường à? Nên bài bình thường nhỉ? Không nên được vuốt luôn. Nên Phượng Hoàng hủy diệt thủ sân ạ. Ảo đấy. Bên kia là sen nửa thì bây giờ đấm xuyên à? Đấm xuyên nguyên được không? Bên này siêu đờ lem nữa. Mệt cái con đờ lem này nha. Đấy, sen nửa hình như là đấm phát nguyên luôn à? Trận này chắc là đấm phát nguyên luôn rồi. Chứ pha này chúa cứu. Giảm đam thì không sống được quá. Đâu có xóa giới hạn đi. Đứng phát chơi luôn. Chết thật à? Để xem lại nhé, để xem lại nó có biến xảy ra vũ trụ khác không. À, bật x4 đi nào. Cái này xem nữa cũng ngon ý, nó bốc được bài ngon các bạn. Để xem trận này xem nữa win chúng ta. Cái trận này là xem nữa bốc được bài xịn ý, nên là đấm phát win luôn rồi. Có cả xóa giới hạn ở đây. Kết quả vẫn thế à? Tưởng kết quả sẽ khác đi chứ. Rồi. Để làm được một trận sen nửa bài đẹp như vậy nó không phải dễ đâu ạ. Nên là cái trận đấy hên thôi. Kiên 99 triệu kiểu kiệm sao thằng Kiên này xe lắm thế. On xin hai bộ thôi. À đặt 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 tên để xin sự kiện à. Đây rồi, nhập hồn và chơi hero à. Khả năng nhập hồn tuổi ngăn con rồi bạn. Giờ 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 nhập hồn tuổi rồi. Khả năng nhập hồn sẽ không win được, cho dù đi trước cũng không win được hai hero đâu. Múa như nào đi chăng nữa giờ giờ Hero gọi là bố nhập hồn luôn ý. Cả đi trước lẫn đi sau luôn. Giờ Hero có vẻ là bố nhập hồn. Nhưng mà đấy là Hero trên level 100 thôi. Hero dưới level 100 thì vẫn vẫn là con nhập hồn. Hero chỉ cần trên level 100 ý, hầu như mấy thằng Hero trên level 100 thì tức là 10k máu ý, mấy thằng Hero ít nhất là 10k máu thì sẽ làm bố nhập hồn dễ lắm. Còn mấy thằng mà chưa chưa 10k máu làm bố thì khó nhá. Đa phần làm con thôi. Nó nên hỏa hỏa li ti này, bóng ma nhập hồn các thứ này. Đây. Cái này thì hero trợ đặc biệt là ăn này. Dung hợp này. Ngáp cái đã. Dung hợp để môi trường phá môi trường này. Phá môi trường để không bị trừ đam xong là làm gì ta? Xong mỗi đọc về thì ta đã rút bài. Xong bây giờ có gọi siêu đô thị á. Ủa? Miệng cái gì ấy?
Ủa, bị Midrat cấm cấm gì mà ta? Ủa? Đối thủ triệu đặc biệt mỗi nước một lần. Thì phát này nó triệu hồi 2 lần mà. Ủa mẹ, phát này là sao? Lại lú rồi đấy. Lại lú rồi đấy. Từ từ nhá, phát này là nó gọi 2 lần các bạn chứ không phải là một lần đâu. Lại di sản anh hùng cái gì đây? Ồ, cái đá này có từ khóa anh hùng đúng không? À không. Từ từ nhá, phát này trận này phải xem lại các bạn. Thấy thấy cái mùi của hack game rồi đấy. Bởi vì là cái phát này rõ ràng lượt đầu là gọi con kia xong gọi con kia nó cũng hơi khó hiểu tí. Nhập hồn mà win được Hezo bây giờ thì cũng cũng win được nhưng mà khó đấy. À, bây giờ thì con sau khi con đây phụ hoàng chết ấy, tơ sơ nó lại hồi sinh Nên là giết nó cũng như không à. Này nên một Midas này cũng bị trừ đam luôn. Cũng hai thằng trừ đam nhau. Xong bây giờ nên còn hai con Midas này cũng đấm chết được con kia rồi, tăng đam rồi. Chắc là trận này chưa thua được. À, ăn lượt này thì on Olin chứ, Olin chưa thua được nên là vẫn còn lượt sau ạ. Thua chưa? Thua rồi á? Dễ vậy. Thua rồi các bạn. Phát này lên Linh. Linh phát là hết giờ. Ui dụi. Phát này nhảy con Linh nhập hồn nó win rồi nhưng mà chắc là hết giờ các bạn. Khả năng là khả năng là nhập hồn hết giờ ấy, không kịp múa rồi Linh sư tử lên sân này. Con này thì sẽ dung hợp này. Nên Trinity à, gõ đầu từng thằng một à. Trinity lại gõ đầu từng con một à, một đấm này, hai đấm này, rồi win rồi. Xem lại cái turn 2 nhé, giờ này phải xem lại turn 2 mới hiểu được các bạn. Tại sao nó lại như thế nhỉ? Mình nhớ là Midra A. À. Ủa? Cũng không phải. Lại lag rồi. Rồi. Game toán mấy cơ chế ẩn đang đang xem nó bị lag các bạn, không kích chuột được đi. Để mình coi lại cái trận này tại sao pha này này nó triệu hồi đặc biệt 2 lần đấy. Mà có Midrat nó không cấm à? Con đấy mặc dù là nhập hồn Midrat nhưng mà nó vẫn sẽ cấm bởi vì là có từ khóa nhập hồn mà ta. Để xem lại đây này. Không on đây, on on trận này cơ. Quay lại cả nhá. Nhớ là lượt đầu tiên là triệu hồi cái con vận mệnh. Lượt thứ hai là dùng con môi trường để hồi sinh. Đúng không ta? Đúng rồi. Mà nó vẫn sống, lạ thật chứ. À, cái này nhập hồn này có tham nhá. Nhập hồn này có tham nhưng mà kiểu chắc là kiểu chưa quen ấy nên là vẫn không thể kết thúc được on Olin chứ. Olin trong lượt kia đây nhá. Các bạn sẽ thấy này. Đầu tiên là nó dùng cái lá dung hợp vận mệnh. Nó dung hợp lên một con, là hết lượt triệu đặc biệt đúng không? Xong nó lại dùng cái lá này này, nó hồi sinh một con về. Nó dùng cái đá đô thị anh hùng hồi sinh một con về. Tức là nó triệu hồi đặc biệt 2 lần. Ủa mày. Trong khi con này là con Midrat luôn. Con này cấm triệu hồi luôn. Mà thằng này nó triệu hồi 2 lần 1 lần. Vô lý. Cái pha này mình cũng không hiểu. Dạo này có nhiều nhiều cái điều không hiểu về game nhỉ. Sơ hở phát là kiểu có diễn biến mới. Bên kia là đây xem tiếp trận của Odin nhé. Mặc dù là tên là Odin. Mặc dù tên Odin ý nhưng mà mình thích gọi là On hơn bởi vì ngày xưa mình chơi Liên Minh nên gọi On. À cái trận này xem rồi. Trận Odin này lạ nhiều. Cái kia thì xem 2 lần xảy ra hai vũ trụ hai dòng thời gian khác nhau. Xong bây giờ xem nhập hồn thì mẹ triệu hồi xuyên nhập hồn mẹ giờ khó hiểu. Còn trận nào không ta? Vô danh tiểu ngư kiên 99 nè. Ồ, 3 năm lần top top server gặp căng vậy. Cái thằng kiên 99 này xem nhiều chắc là spam nên mình sẽ không xem nhá. Xem Big Mom đi, mẹ lớn này. À, Tuấn Gốt thì nhỉ. Cái thằng kiên 99 nó spam nhiều ấy chắc là mình sẽ không xem. Đây là siêu nặng và cái trận này hình như coi rồi đúng không ta? Hình như trận này coi rồi mà. Trận này hình như mình coi rồi. Để nhớ nhớ lại xem nào. Trận này nếu mà chạy P6A là coi rồi nhá. Bây giờ mà gọi P6A thì là coi rồi. Không gọi P6A là chưa coi. Mà trận này chắc là chưa coi đâu. Hai con 10, 3 con 12 sao này. Thằng này nó gọi tất cả sức mạnh rồi. Có bao nhiêu gọi hết à? Ok. Trận này gọi được tương đối nhiều bài. Nhưng mà mấy con này không có tính counter ấy. Sách cũ này. Gì đây? Cát này. Cát đẩy đẩy Yffe mộ nó về nhá. Đẩy Thánh Ma với lại đẩy con
Hình như đẩy được hai lá mà xong đẩy nhiều nhỉ. Đẩy được hai lá xong nó đẩy có một lá này nhỉ. Hầu như là mấy bọn này cũng phải mộ ấy, đẩy càng nhiều càng tốt chứ ta. Xong bây giờ bắn phát là chết hai con kia rồi. Đấm phát nữa là chết bằng này con rồi. Chiến khúc thì nó sẽ đưa bài về. Hết rồi bạn. Bây giờ không có hũ à? Ủa? Tại sao không dùng đung bảo? Đung bảo là cái bạn S74 này không không có hũ nhá. Kèn hiệu chiến đấu vẫn chưa dùng đấy. Hoặc là hết giờ các bạn. Khả năng cao là hết giờ thôi. Bởi vì con kèn hiệu thì dùng được hũ mà, tại sao không dùng ra? Khó đấy, khó hiểu. Bây giờ đến được của siêu đoạn, chắc này siêu đoạn win được. Trận này siêu nặng không win đâu. Trận này siêu nặng mà không giết con giết Linh rồi. Nếu mà không giết con Linh một là chưa win. À lên cả lồng hình sao á, trận này siêu nặng win rồi. Nhưng mà nếu mà lên lồng hình sao ở vẫn vẫn đủ đam mà. Mình đang định nói là chắc là không đủ đam nhưng mà chắc là vẫn đủ đam đấy. Đủ không ta? Chắc là không đủ đâu, hết Linh rồi thì phải. Hết Linh hết Linh rồi. Mắt xanh này. Hồi sinh à, hồi sinh chiến khúc về à? Chiến khúc bắn phát là chết hai con này. À, trận này lật ngược á. Cái này khả năng đây thay nòng á, dùng mẹ cái đã thay nòng mà mấy con mạnh mạnh như vậy đấy biếm thế nhở. Ví dụ như cái con siêu nặng sen lửa thì nó tận 4k mấy đam thì thay nòng con đấy về thì không thay ta. Hay là sợ con thánh ma ít phép mộ à? À đây chắc là trận này win rồi bởi vì nó sẽ gọi con điện để lên này. Ủa hết giờ à? Trận này như là hết giờ các bạn ạ. Thế mấy 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 chú hề này. Mấy chú hề nhường nhau win ạ. Bên kia thì làm sao ta? Không nhớ rõ nhưng mà kiểu trận như kiểu nhường nhau win ấy. Nhưng mà pha này phải lên hình sao mới win được các bạn. Ô, nó không bị trừ cái lá này à? À không, cái lá kia hết hết effect rồi. Rồi win rồi đấy. À, chắc là cái này do vấn đề thời gian ấy là hết giờ. Đấy, nay thì chơi thấy khá nhiều cơ chế mới lạ. Chắc là để mình nên nghiên cứu lại.